cột tàu hết đi. Toàn bộ cột tàu mật. À nhưng mà con này lại cao. Con này cột bé hơn nhưng mà nó lại rỏng, rỏng cột lại cao hơn. Gian là 2,5 mét. 4. À đúng rồi, đúng rồi. Đó. 2,5 mét, 2,7 x 4. 3, 4, 12. À 11,80 m. Cộng với cả mỗi cái chán này 1,5 m, 3 m nữa. 12 m, 3 m, gần 15 m. Gần 15 m. Cũng à, rộng chiều dài gì? Dạ vâng. Chiều dài phải gần 15 m. Chiều sâu này của mình cũng khoảng 7 m. 6 m dưới trong lòng à? 6,5 m lòng. À thế thì nếu mà tính cả mái nó phải 8 m. Đó, tính cả hiên thì tính cả hiên nó phải 8 m, cũng to đấy chứ không phải bé đâu. Vâng, nhà này cũng nhỏ lắm. Ai da, bộ phản dày thế. Rộng nhỉ? Rộng à, nhà em rộng. Nhà em rộng hơn nhà rộng. Bộ phản này có dính dáng như cái tờ ở khu canh không? Không, em khu canh em không dính. 6,3 m. 6,3 m trong lòng. Giờ thấy nhiều thằng ăn đòn nhỉ? Nhiều thằng ăn đòn. Phay à chú? À không phải phay. Mặt chết mẹ như thế này. Phải tí chết còn chờ, tí phải đền còn chờ ba mươi mấy triệu. Ồ. Cái ván này là hôm dỡ có được lấy không chú? Không được. Không phải của nó à? Không phải. À thế mà cái ô này là phải để đấy, không có thì cái cổ này ở trên này nó cứ cái ô này. Sao? Cái ô ván này á? Ừ. Còn cái ô này thôi, còn đâu là em trả. Ơ nhưng mà cột thì vẫn phải lấy chứ, thì nó mới đủ bộ chứ. Em chỉ lấy mấy tấm bàn này, mấy cạnh bàn thờ mấy thôi. Mấy cái tấm này là lấy kèm cái bàn thờ. À, thờ thôi. Ừ, được, đơn giản. Công ty gia đình là lấy là kèm bê cả một, cái bộ. 2, 3, 4, 5, rồi, 7 tấm thôi. Rồi, đơn giản. Ừ. Ô nhà này ván rổi hết đấy chứ. Đấy, toàn ván quý thôi chứ. Đúng không? Rổi nhẹ đấy. Rổi với cả phay đúng không? Ừ. Cửa tốt. Rộng rãi hết đấy chứ. Nhìn tí nhỉ. Cột cũng to, cột này, cột táo đây này, hả? Rồi. Táo mới rẻ. Cái này em ván đâu nào của em hết. À, được một số cái dầm này tốt quá. Ván này còn sáng. Ừ. Ván này là sáng sạch nhỉ. Các bạn dạo là 2-3 năm nay chẳng có năm từ năm kia nó đi làm thuê trả nhà không có quét suốt đấy chứ. Đi làm thuê còn có mấy hai người ở nhà ấy thì à. Thế bao giờ đó? Hôm nào mà có kế hoạch rưỡi em báo trước khoảng 4-5 ngày. Không, báo trước 2 ngày. 2 ngày là thoải mái rồi đúng không? Là 2 ngày phát có nghĩa là em nhờ anh em là dọn một ngày đồ đạc này. Một buổi cái đồ đạc này xong là một buổi là mái tôn với cả cái trần gỗ này đúng không? Bỏ trần gỗ này em hả luôn, xong rồi em bỏ ra xong là làm em giờ xong phát em phải làm nhà luôn mà. À rồi rồi. Em chẳng ăn cái đâu đâu, em vứt luôn đây thôi. Cái này thì cái bên trái này thì cái ngói này thì ngày mai em cho anh rể rồi. À. Anh rể nó lập cái nhà mà em chả đi làm được cho nó nghe nào thì em bảo anh ra dứa cái ngói này để về lập không có thì nói làm cho mình suốt mà mình không làm được cái gì thì nó cho lại bên ngói này. À đúng rồi. Cũng đỡ công. Đấy đỡ công bảo anh rể thế bảo thế thì kiểu cho thế thì anh cảm ơn đó. Cũng vận bịu có hai vợ chồng bây giờ có ai đâu. 4 gian 2 trái. Tụi em 6 hàng chân đủ. Hôm qua cuối cùng là về muộn à? Về muộn. Thế là căn này là cũng 35 cột đấy chứ nhỉ? Yeah. Đấy, 36 cột. 36 à. Cột thì em vứt một cột đây còn có 35 cột thôi. À đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Đấy, một cột chỗ này bỏ để cho nó đỡ vướng đi xuống bếp đúng không? Vâng. Qua đi ngoài kia mất 350 lấy cái đăng bảo hiểm của em ấy. À. Ta đăng ký ra mấy cái bài. Hoành tốt phết đấy chứ nhỉ? Yeah. Toàn sơn rồi đấy, hành trên này toàn sơn rồi. Cửa rồi nhé. Đấy. Đồ tốt đấy.